Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kubota ha. Và nó có cái tên riêng là DB262. Cây Kubota 262 này nó sở hữu một cái nòng xi len là 34 ly nha các bạn. Và dung tích là cái sức chứa đó các bạn là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn, rất là mạnh mẽ vừa tay ha, nó không quá mạnh mà nó chẳng hề yếu ha, chạy rất là ngon. Nó mang một cái chụp giật thường nha các bạn, mình gọi là chụp giật siêu bền và nó còn rất là đẹp các bạn. Các bạn quan sát xem, rất là đẹp luôn ha. Nó dòng máy nắp sân kính các bạn. Máy nắp xăng kính, các bạn quan sát xem đây có rất là uy tín luôn ha. Nắp xăng có gòn đệm cao su rất là đã ha. Ở giữa nó có số nữa các bạn, số 2 nè ha. Và ở đây nó có cảnh báo khi mình châm nhiên liệu vào xăng thì châm nhiên liệu vào máy thì mình gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng thì xăng càng ít còn chừng nào càng tốt nấy nha các bạn. Ví dụ như xăng 95 ha. Thì rất là ngon, xài càng ít cồn chừng nào máy mình càng bền chừng nấy nha các bạn. Do là cái dung môi cồn đó, nó làm hòa tan các cái chất nhựa ở trong máy mình, làm cho máy mình rất là chống hỏng nha các bạn, chống hỏng chế hòa khí. Mình sẽ nói về cái công việc mà pha xăng vào nhớt ha, pha nhớt vào xăng. Thì thông thường thì các bạn cứ pha 50cc nhớt cho 1 lít xăng nha các bạn. Nếu các bạn thường xuyên chạy máy lớn thì các bạn có thể tăng lên 60-70 ha. Xài rất là ok. Với tỷ lệ này thì những cái nhớt điểu ha, nhớt kém chất lượng, máy vẫn không có bị dính nồng nha. Do đó là tỷ lệ này mình... lâu nay mình hướng dẫn cho bà con xài rất là ok ha. Rồi. Kế tiếp là mình muốn giới thiệu cho các bạn cây Kubota này nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ ha, chạy chế hòa khí quanh rồ hai kim. Đây các bạn nhìn xem rất là đẹp luôn ha, chế hòa khí quanh rồ hai kim. Đây là cái kim chỉnh tốc độ cao rất là thông thường ha các bạn. Các bạn muốn bóc mạnh thì chỉnh cây này ha. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉnh bóc quá thì nó sẽ bị thiếu xăng ha. Thiếu xăng thì khi ra tải thì bật các bạn lên ga nó sẽ bị sượng ha. Các bạn sẽ trả ga khoảng 1/4 vòng hoặc nửa vòng thì cho cái máy nó dịu lại chút, thì khi ra tải mà nặng nó mới chịu nổi ha, nó mới không thiếu. Đây e gió của nó đây các bạn, rất là đẹp ha. Đây, cây kim chỉnh tốc độ thấp để chỉnh tìm một cái mức độ cầm chừng cho nó thích hợp ha, cho nó êm nhạy nổ. Thì do cây này ha, êm nhạy nổ. Khi chỉnh cây này phải để ganh ti nha các bạn, không có được lên ga lớn. Còn chỉnh cây này phải lên ga lớn, chỉnh nó mới biết nha, mới phê. Còn cây này thì khi tốc độ thấp mình mới chỉnh cây này ha. Đây, cái cách chỉnh vậy ha. Đây các bạn nhìn xem, đây chữ quanh rồ đây ha, rất là uy tín luôn các bạn, chế hòa khí quanh rồ. Đây lỗ thông hơi của nó đây các bạn, lỗ thông hơi cân bằng áp suất khí trời ha. Đây có xúc kết dây gà ba tép ha, rất là bền. Ở trong trong lốc này nó có mét anh cho bạn nghe các bạn, và số series nó nằm đây luôn. Dòng máy này nó có số series đây các bạn, chụp hình lại ha, đó số series rất là rõ luôn ha. Và ở phía trong này made in Japan luôn ha. Đây, chữ made in Japan này các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Chữ Japan này các bạn. Đấy. Rất là uy tín luôn. Đấy. Số series đầy đủ luôn ha. Nó chạy một cái tum rời màu đỏ nha các bạn. Tum rời màu đỏ. Rất là đặc biệt ha. Nó có giải cách nhiệt ha, và chống rung để cho mình thao tác nó không rung tay mình theo nhịp điệu của cái máy ha, nó chống rung, nó giảm bớt phần nào ha. Và nó cách nhiệt, nó không cho truyền nhiệt ra ngoài nữa các bạn. Đây các bạn thấy ốc á còn rất là đẹp luôn.
và ngấn luôn các bạn. Cành lá 24 nha các bạn, tùm rời, rất là uy tín luôn, rất là đẹp, không một tí vết nhỏ nữa các bạn. Các bạn quan sát xem, nồng thì hết ý, 34 ly nha các bạn, 34 ly, nồng 34 ly, 26cc, chạy rất là đã các bạn. Đây, phía bộ lửa này các bạn, rất là đẹp ha, chân tinh luôn. Đây, các bạn quan sát tiếp ha, rất là đẹp ha, rất là mới luôn. Tay nắm của Maru, của Kubota nè, Kubota với Maruyama là một hãng các bạn. Đây, các bạn thấy ốc trong này còn vàng tươi luôn ha, đẹp. Đây, tay nắm nè, rất là mềm mại ha. Các bạn thấy xem chi tiết nào nó cũng giống Maru hết á các bạn. Tại vì nó dán cái tem Kubota, hai thằng này nó dán hai cái máy giống nhau, nó dán tem khác nhau thôi các bạn. Này là an toàn sử dụng nha các bạn. Kubota ha, Kubota rất là uy tín các bạn. Chăn cỏ ra đây, cỏ màu đỏ luôn, zin luôn. Này cùi, cùi rất là trâu luôn các bạn. Cùi này có logo của Maruyama luôn nha các bạn. Cùi này là 24/7 nha. Đây, các bạn thấy logo của Maruyama luôn nè, rất là uy tín luôn ha. 24/7, 24/7 có nghĩa là vòng tròn ngoài này nó 24 ly các bạn, và ở trong lanier nó là 7 khía, cho nên mình gọi nó là 24/7. Thông số kỹ thuật của nó đó, các bạn chỉ cần biết thông số kỹ thuật đó, bất kỳ cùi loại nào thì hai số đó nó phù hợp với nhau là mình gắn được ha. Còn về cái hệ thống chống dính cỏ và chống mài mòn thì mỗi cái hãng nó làm khác nhau các bạn. Đây, đồ zin của nó các bạn thấy không, rất là khít nha, cháy luôn. Và ở dưới này có chống mài mòn ha, ở trên chống dính cỏ, dưới này có chống mài mòn này các bạn ha. Đây, cái lỗ chốt này ha, lỗ chốt này các bạn quay về hướng này nha các bạn, quay về hướng ngay lỗ chai mỡ bò thì các bạn sẽ đẩy một cái chốt 3 ly vào thì nó sẽ gài cứng cái này lại ha, giống như chốt gài cửa chứ các bạn, y chang vậy. Mình gài lại cứng thì mình tháo cái dao rất là đơn giản các bạn ha. Rồi các bạn, cái nếu mà tháo dao bình thường thì mình cứ có thể mình nắm cái cánh này mình dặn, thì nếu mà nó không có tuôn, nó không xoay thì mình cứ dặn cánh là nó ra rồi các bạn, không cần phải chốt ha. Nếu mà cái cùi mình êm zin rồi á thì mình không cần phải chốt luôn. Chốt là khi mình gắn mấy cái loại dao mà không có chỗ nắm đó các bạn thì mình cần chốt, chứ còn cái dao này có chỗ nắm để mình nắm cái dao lại là mình dặn ra, khỏi cần phải chốt, rất là nhanh. Để tổng thể cái máy mình đây các bạn ha, đầy đủ, rất là chuẩn ha, rất là đẹp, gọn gàng ha. Rồi đây mình nổ thử cho các bạn xem nha. Mình nổ thử cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng mồi. Nếu máy mình nguội chưa lên xăng thì mình bơm xăng mồi đây ha. Mình đóng e, mình sẽ giật là nó ho lên một tiếng, mình mở e ra thì mình giật tiếp thì nó sẽ nổ luôn nha các bạn. Còn nếu nào mà máy đã lên xăng đã nổ rồi thì mình cứ giật là nó nổ thôi, khỏi cần phải bơm xăng, khỏi cần đóng e gì hết ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem, nó đã lên xăng sẵn rồi đó, mình giật là nó nổ thôi ha. Rồi rất là dữ luôn, kéo chỉ giật không lên luôn ha. Rồi rất là dữ luôn, máy hơi mạnh thì nó mới mạnh nha các bạn. Tắt nha các bạn, đây không tắt nó nằm đây. Rất là nhạy nổ luôn các bạn.
mình lên ga thử cho bạn xem nha. Ồ, rất là nhạy bắt bố ha. Các bạn rất là êm luôn. Rất là trơn tru ha, rất là êm. Tắt nha các bạn. Rồi, tắt này. Rồi, cái video mình giới thiệu cây máy cắt cỏ Kubota DB262 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.